Hôm nay tôi sẽ bật mí cho bạn một bí mật, đấy chính là hành vi vô kỷ luật của con đến từ đâu. Như thế nào là một hành vi vô kỷ luật? Ví dụ như là bảo 6 giờ về nhưng mà 9 giờ mới về. Vô kỷ luật từ giờ giấc, vô kỷ luật về lối sống, từ cách ăn uống, từ lời hứa, nói làm mà không làm và cảm thấy làm cho bố mẹ cảm thấy rất là ức chế. Nhưng cái hành vi đấy của con đến từ đâu? Ngay khi con vừa sinh ra thì con sẽ không bao giờ có những cái hành vi đấy cả. Mà sự thật, cái hành vi vô kỷ luật của con sẽ đến từ cái cách nuôi con của cha mẹ. Đấy là nếu cha mẹ quá hà khắc, cha mẹ quá nghiêm khắc đối với con, cái gì cha mẹ cũng áp đặt và cũng tự đưa ra cái quyết định. Từ cái việc chọn đồ ăn, chọn chỗ chơi, chọn đồ chơi, chơi cái gì, không bao giờ cho con tự quyền quyết định. Bảo ngồi là ngồi, bảo ăn cái này là ăn cái này, bảo làm cái này là làm cái này. Và với những bậc cha mẹ hà khắc như thế thì sẽ sinh ra cái đứa trẻ có hai luồng. Luồng thứ nhất là sau này khi lớn lên, con sẽ luôn luôn làm theo lời người khác, luôn luôn làm vừa lòng người khác. Bởi vì sợ nếu mình không làm đúng, mình không làm hài lòng họ thì họ không có yêu thương mình, họ không có quan tâm đến mình và họ không có đáp lại cái nhu cầu của mình. Và cái trường hợp thứ hai sẽ sinh ra một cái đứa trẻ, đấy chính là cô Lan gọi là nổi loạn. Nó sẽ làm ngược lại hoàn toàn những gì mà trước đây bố mẹ đã sai bảo. Nó sẽ làm hoàn toàn ngược lại. Nếu như bảo đừng hút thuốc nữa thì nó sẽ hút thuốc. Nếu như bảo 9 giờ về nhá thì nó sẽ 11, 12 giờ nó mới về. Nếu bảo đừng làm cái này thì nó sẽ làm. Nếu bảo đừng làm cái kia thì nó vẫn làm. Nó trở thành một đứa trẻ nổi loạn. Nó thích làm cái việc gì là quyền của nó. Và nó muốn chống đối với bố mẹ. Nó muốn chọc tức bố mẹ. Đấy không phải là hành vi thực sự của con. Nhưng bởi vì chính cách nuôi dạy của chúng ta đã làm nên, hình thành nên một cái đứa trẻ vô kỷ luật như vậy. Nên khi bố mẹ đồng hành cùng con, bố mẹ sẽ hiểu xem là mong muốn của con là gì. Bởi vì bất cứ một đứa trẻ nào cũng đều rất tò mò, đều thích khám phá và đều thích tự đưa ra quyết định. Nhưng đôi khi bố mẹ không tin tưởng vào con và cứ muốn giúp con áp đặt lên con và hình thành nên một đứa trẻ nổi loạn là vì như thế đấy ạ.